cái tập của tôi phát sinh nè. Mạnh chưa, phải mạnh chưa? Che nắng luôn kìa. Thật quá, thật quá. Cận mặt là góc bên chị bên phải nha. Nó quay góc bên trái nha. Đây, bên này, bên này. Thôi, đứng xa đi đâu phải mọi người. Đó, đứng với góc bên này. Ủa, ta, em định cái khé đi đúng không? Đó, 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 đó. Dạm là dạm, khỏe là. Ủa, lấy cái đứng rồi tắt luôn đó. Tắt đi, tắt lại để nghe nha. Đó là gì nè. Mà không biết. Tắt đâu đó. Tim bay này là người ta đang số lượng nó nhiều dữ vậy. Bay cái ghê. Em bộ đồ nào xong rồi dài và phụ cũ này dùng ra lấy con cười cũng đẹp nữa. Ê, sao mình không ấy được á? Tát. Lúc đâu mình tát rồi sao? Sao anh đang mua lại sao tát? Còn body mình tinh. Ôi trời, coi coi. Chị vào đâu vậy? Chị vào đâu? Vô trong không hay là ra ngoài? Em ơi lấy đôi giày kim tí cho chị đi. Viện lấy đi viện. Đâu? Đây hả? Đây đây còn. Rồi nó đang chim cho mọi người xem đi viện. Bên thật lên rồi đó. Quên dặn anh mút cái này đừng để mút cho anh số điện thoại khác như bên chị Bình nó không nghe được á.
Nãy em đi từ bên cơm qua ấy. À. Em quay kia. Dạ đẹp không? Gì? Thôi. Rồi, có đó, mình không ăn. Ê, 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 thầy thầy, giá trứng mua đi nhiêu? Không hợp đúng không? Ủa, đứng đứng với đi, có kiểu này mới đó, có kiểu này. Không hợp đâu. Cái này hợp không? Ủa, trên thừa đừng lấy cái thừa đây. Đây, đây. Lựa lựa chỗ nào cho nó đỡ mờ nha anh ơi. Như được mình lên mít này rồi. Chành. Tại chành luôn nên mình lật đốc. Anh tự quyền hả? Ờ, để nó mới chơi, bay quá thì nó mới chơi. Mình chặt đi. Thôi chết tim nữa là chành. Hả? Thấm hả? Thì sức môi nó mới thở được. Chết mà giữa là khỏi bố nữa như này. Thịt mềm. Trời ơi. Thôi. À thầy. Biết. Trời. Trong đây luôn. Ủa đứa kìa đừng có bước nữa hả đẹp. Em đánh không mới luôn nha. Đó đây. Tao vui vậy. Mua đi dương mua đi. Để bộ khác này. Ngồi đây. Mua cái mệt. Ngồi đây hay đây. Đâu mua đây. Bây giờ là đi lên đó. Thì tại như sự này. Thật 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 mới lên. Thả qua đây coi chứ. Thả qua đây. 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 Tôi ơi. Dạ. Yeah. Quay cận đi, tháng này có đẹp. Sẽ có cận. Anh lại gần á. Không, anh Dung. Rồi, rồi. Kiếm cái đồ chắc em mày sẽ tóc lên này. Kẹp tâm cho anh luôn. Còn kẹp tâm. Đang được chưa? Anh tăng nữa. Được rồi. Quay ngược lại kìa. Anh đang zoom từ dán chân đôi giày mới mang lần đầu. Cái này của ai vậy? Của mẹ. Đây, tại đây là những người xem không có quay. Nữa. Có chị người xem. Đi thôi, tôi tập trung đi. Tập trung chuyên môn. Nhờ những cái live stream của nó mà sau này nó sẽ có cả ngàn người coi. Là một... Thì là không, ngươi xé rồi bọc ra màn hình là tự nhiên là một ít máy máy máy. Thế mới bấm rồi. Rồi chỉnh đưa. Đến nỗi CGV nó còn nói bên Facebook trên xe giùm. Trình hot quá hot. Cái mặt đẹp lắm nha. Xong rồi. Đừng cả. Đây là. Dạ. Cái chén nó không.
Mất đi rồi được đấy. Trong cái môi quá là cái môi bị mỏng nữa đi vô. Môi bình thường. Sao xây như này nữa sao? Rồi. Như này, như này. Ủa cuối buổi nó có tổng kết là trong nguyên cái quá trình live stream của mình có bao nhiêu like không? Có. Rồi, thấy chưa? Còn cái ba nè, nhìn được thấy được. Rồi đẹp anh. Rồi xong thay đồ. Thay đồ. Quay không? Quay từ đây bước ra không anh Thành? Anh ngay đừng học quay, đừng quay. Anh ngồi ở đây, từ đây bước ra. Anh ngồi ở đây, từ đây bước ra. Anh ngồi ở đây, bước ra. Anh ngồi ở đây, bước ra. Ok, vấn đề. Ủa, có cái quay mình như lên thì nó mà ai đang slow motion đó. Anh chưa em không? Rồi, đi. Thay đồ. Dạ. Hôm nay làm sao? Vậy thì ngồi block những người nam mình nói có được không? Cái này là đó làm gái. À đây. Vụ động trời nhưng biết đó, biết ngủ như nào. Benzema. Mấy vụ đó thì Benzema đi tù nó mới có 16 tuổi. Vậy thôi. Thì đủ rồi. Sao đang live stream mà điện thoại ngồi mà chỉ đâu đủ hết có sao. Đó mình thì đang đang tranh không nhưng mà ý là giờ cái màn hình nó vậy thì người ta sẽ bỏ, người ta không coi nữa sao. Hai hai ngành tạm sao. Anh sẽ nói vô là đẹp, hãy đợi. Xin đem cái đồ. Đi quay đủ đồ luôn. Đúng rồi, đi chữ. Sao? Sao? Kiểm soát cái gì? Cái môi á. À. Cái miệng bình thường vậy đó các bạn. Cái máy à, cái này vậy vậy nè. Bớt, mang về nè. Nhớ cái dây nhiều. Hả? Ta mua coi. Đây. Ờ, vô chút xíu. Đi nha. Đi nha. Đi nha. Đi nha. Đi nha. Không. Chờ em xíu. Đã xếp hàng rồi, chỉ gần chân bước ra trên mang cái đôi giày nè. Không, giày trắng nữa. Giày trắng hộp. Giày trắng nãy mới mang á. Ủa sao tim ở đâu mà nó cứ bay hoài ra nhiều dữ vậy? Chưa còn này, chưa còn này. Nhanh nhẹ hơn. Mấy cái photo chụp mà giấu đèn chắc là lòi hết. Quay live stream là lòi hết. Một lát nữa thay đổi kiểu tóc thì Trinh sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha. Cũng giống như đang đậu mà. Rồi. Rồi. Em tính. Ủa kìa có con sói con, có bé sói con nói là em muốn xem anh Viễn nữa kìa.
đó, tại tại em nãy đó. Đây cái này có đây hỏi với anh tại nước này mặc định nhu hết nhiêu định nhu không biết là bảo đi ngồi bình thường. À cái bé sao cái sao vậy là cái quay họ đứng đây đúng không anh? À. Bây giờ không ai đẹp rồi. Nhìn nhìn đâu này. Cái nó giặt lấy hết mà đó thế đây mắt mắt đưa liền này này môi bình thường chứ mà bình thường thôi em cười nó bị mỏng đúng rồi từ nguyên dạng nha nguyên dạng nha đang đây vào đây vào đây bắt sao dài 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 quá dài quá dài cái giấy quá dài quá rồi đẹp rồi nha rồi xoáy xẹt cái đi hai ba hai ba nhìn nhìn nữa đây này hai cái đâu thẳng ạ tầm cuối cùng Rồi, xin lỗi. Mình stop cho mình làm lại không? Không, để xíu nói chuyện xíu à. Đang lựa đồ nè. Quay lên lựa đồ. Hôm nay chụp nhiều lắm mọi người ơi. Kim mẹ. Trời. Mới lựa đầu chưa. Chân quá ai anh đẹp trai quá nè. Quay anh đẹp trai. Anh đi quay anh chung với lại thằng Ki á để là anh mới tôn là anh đẹp trai được. Ok. Được rồi, rồi. Nhỏ hết cỡ rồi. Thank you.
xin nè. Hai ba tháng nay rồi không có sốt tin sốt gì hết, bỏ bê Ngọc Trinh fashion quá. Ủa, tin tóc này nhỏ tóc này mà không 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 giống lắm. Trinh làm cho nó khác xíu, gỡ tiếng ra, gỡ nửa đầu, gỡ nửa đầu. Cái tóc thật của em hả? Ừ, tóc thật của em đủ không? Tại vì dài quá phải ngắn lên thì nó mới khác được. Nhỏ hay dữ hả? Quên lấy phím của em. Anh hai ba tháng nay rồi không có chụp Ngọc Trinh fashion, các bạn chờ xem bộ sưu tập của shop nha. À, để đọc bình luận của mọi người. Bạn nào mà bình luận không lịch sự thì Trinh chặn và xóa, ráng chịu nha. Thôi à. 10 ngày đi châu Âu, 10 ngày ở châu Âu về nên là mặt hơi bị tròn. Ú nụ luôn. Nên hôm nay đánh khói hơi bị nâu. Hôm nay Trinh chụp tới 20 bộ cho Ngọc Trinh fashion. Đáng lẽ là Kỳ Phùng địch thủ tuần vừa rồi tập 3 rất là vui, đáng lẽ là Trinh livestream á, nhưng mà do là 10 ngày ở châu Âu Trinh không có ăn được đồ Tây, toàn ăn là mì gói, bánh mì bơ đường, cứ mì gói rồi bánh mì bơ đường nên là da nổi mụn, da hơi khô, không có được đẹp nên là không có livestream với mọi người được. Nó có hai cọng nha. Hai cọng dài tới đây luôn á, hai cọng máy của em luôn á. Anh không nhìn hình. Không chừa luôn cho rồi. Trời mặt có nọng luôn rồi nè. Mặt tròn khổ lắm mọi người ơi. Phải nhịn ngủ. Ăn bao nhiêu cũng không có mập hết, nhưng mà ngủ nhiều là mặt sẽ bự lắm. Ủa mình mày chụp bốn bốn thứ tư phải mình chụp cái điều hai rồi hai thò ra em nhớ là tất cả xuống dưới hết luôn ha. À, vậy là 10 không phải là để chụp thêm 3 bộ chứ là 9 bộ trên này hả? Đúng, hình như 10 bộ
bộ thứ tư, bảy bộ. Em nghĩ là ở bảy bộ đấy, hay bảy bộ trên này nè. 15 bộ chính, chỉ 5 bộ kia là phụ thôi. Vậy chụp lên 5 bộ đi. Hay là thôi chụp lên 6 bộ đi. Bộ này là thế này, bộ nào? Ủa một hồi mình chụp mà 5 bộ mà 5 bộ phụ á, là mình chụp ở dưới tiện hay trên này tiện? Nếu mình đi xuống dưới là mình đem hết đồ dưới luôn, mình có trở lại đây không? Có. Mình trở lại đây là rất là chơi tội thôi. Cái gì vừa đợi nó nói nhưng mà hãy rời 3 giờ xuống thì kia mới vắng. Thì bây giờ 12 giờ nửa tiếng nó mới xuống. Ừ ok. Ủa vậy em chụp trong một nửa tiếng em chụp mấy bộ đẹp thì mấy bộ phù lắm chứ. Nếu mà hồi mình vậy là mình chụp xong đây, xong lên đây mình dọn đồ đi thôi chứ không có chụp tay nữa đúng không? À, ờ ok ok rồi để em tự sách tiếp. Chị mang da gì? Từ từ đi. Đừng có ủa này chứ quay khán giả là thanh hợp em. Hả? Khán giả mọi người phát hiện ra mặt em bự hơn kìa. Hôm nay cũng tới tháng. Tại đi chơi Âu không? Ly trà sữa của chị đâu em ơi? Em ơi, đây là cái trà sữa đi. Để thẳng nha, nhìn mặt đỡ tròn hơn nè. Để tìm hiểu lên nhìn mặt. Mọi người có thích chương trình Kỳ Phùng Địch Thủ không? Chào anh Phú. Anh Thạch đến trễ phải không? Chào Chanh Nguyễn. Ủa Chanh Nguyễn online rồi hả? Bắt tóc không anh? Bây giờ đã đăng phím mình lên hả? Không quán, tụi nó đâu có quán đâu. Vậy được rồi, tụi nó không có quán. Cầm em quay, đã ngủ nữa đâu. Thank you.
đồng ý với em em. Nó điện thoại đến đó. Đây đây đây. Kiểm duyệt gì? Mình vô lý lên về blog thôi. Đậm không? Đậm không? Tại vì nó được mà. Anh điện mọi này có bị đậm như trên nghe đó đi, đâu. Nghe chắc được, chắc mấy ok mà. Alo. Chiếm sushi hả? Ai dẫn nó lên đi, phòng mấy? À, 1 10 mấy? 1903 1903, em nói là lên phòng của chị Trinh đang chụp hình á. Thì người ta sẽ giúp em. Rồi chắc tắt đi, kết thúc đi. Đúng rồi. Kết thúc ở đâu? Rồi, say xong đi. Hay là cứ để vậy tiếp. Thôi thôi tiếp. Rồi. Thắng đâu? Ê. Nè. Cầm quay á. À, em mua đi, em mua đi. Em nhà bồ chống lên. Yes. Góc đó à hả? Cẩn thận nha má. Vậy chắc đứng không. Đứng dậy cái được, gì cái bụng lại xuống một chút. Nó bị nhăn quá. Có điện thoại gọi ai rồi? Ai gọi nghe đi, nhìn trên dính xù lên á, cái nào nghe chị đi. Kêu đó, em thấy kêu ở đâu tiệm gì vậy đó. Kiếm nè, về góc thì vậy được không anh? Mày được chứ? Rồi chém đi, gạt nó dính đi đi. Alo, tắt tắt. Đồ chén nữa, đồ chén nữa. Ok. Không, như bên đây đi. À, tốt, thật thật quá mê đi. Có, có chén đi. Có. Để anh xin đây. Vâng. Alo. Đó đứng thẳng đây các. Chồng tay xuống đây đây. Đúng rồi. Phải lưng ra đi, lưng lại em. Cái này nó hơi lây. Ờ, đó. Cái chén này, chén này. Để lúc sau chứ. Đúng rồi. Okay. Lo cái tay em. Được lo cái tay em. À, cành mặt cái nhà để cái này.
À, thấy đâu? Không. Ừ, được rồi. Rồi, đẹp. Thôi lắm, đi tiếp. Tin kèm nhé, tin kèm. Nhìn ảnh nha. Tin.
Rồi, phóng đi. Khỏi gió. Tránh, tránh. Khỏi gió đi em. Em ra cho biển chụp. Đi lên. Không có, không có, không có, không có. Cái loại em hôm nay là lộn. Em phải lưu ra đi. Thành thành đang trước mặt chị thích á. Rồi, được chưa? Rồi. Rau Bắc Hồ. Sát mắt thế thôi. Chừng nhìn mà có được bên đây. Đó là đúng rồi. Đúng rồi, đó là đẹp. Trốn mất tiêu rồi. Dây điện rồi tặng đi. Có thấy không? Có ai thấy không? Thanh Ngân nhiễm xù đây nè, nhiễm xù đang tay. Bỏ trên. Thôi. Lâm Đoàn ơi, avatar của Lâm Đoàn dễ thương quá. TV. Hello, như Jerry. Mấy bạn ơi, mấy bạn mà không thích đó, mấy bạn có thể đi ra ngoài, đừng có vô xem nữa cũng được ha. Chỗ người ta chim mà. Thấy bảo đi ra thôi. Các bạn comment gửi. Có những lời không hay. Hello Thi Thi. Có ai thấy Trinh trong video không? Hello Huyền Châu. Chị đang quay Trinh mà. Trinh đang ở trong khoa cấp cực kín nhưng mọi người không thấy. Rồi, đi giúp sao. Chào em Thanh Ngân. Trinh nè, Trinh đang trong đây. Hello chị. Nhìn này nè. Nhiễm ơi Nhiễm. Dạ. Hello. Đây là cuốn sách của chị Trinh. Chỗ này không biết giá trị giá bao nhiêu. Đúng rồi, còn gì nữa. Ai để hôm nào mình đi đám cưới mình mượn gái coi có được không. Hay là dày quá trời dày, cao quá đi không nổi. Cái này bao nhiêu mấy bạn? Đây tủ đồ hôm nay Trinh sẽ mặc để chụp hình. Đúng rồi, chị Nhiễm đang quay. Hello Tình. Đây là Bảo Bảo chuyên gia trang điểm của Ngọc Trinh. Excellent.
Chị Trinh vừa mới thay đồ ra. Hello. Chị nhà mình giúp anh Ngọc không? Rồi quay động về. Chuyện em xấu nhớ lấy nha. Chuyện gần không? Một là cái tròn hay là cái điều này không Trinh? Ờ em đổi ra bông nữa. Này hay cái tròn. Cái điều sáng. Ủa? Chai rượu mới bỏ. Chờ chút nha mọi người. Qua đây nè chị, đứng không quay được gì đâu. Đẹp quá. Mấy cái dễ đâu nha. Thôi đó, đó. Có chỉnh gì không anh? Không đúng không? Đẹp quá hả? Má gửi cho em cái đi. Chu chân với ai? Nè. Đổi chỗ. Chỗ nào? Phải đừng chưa vô. Đứng à? Khỏi vết, khỏi vết. Không không? Khỏi khỏi. Xin lên, xin lên, xin. Rồi, đã được ra. Ok.
cùng. Xin cả đi. Cái môi xa lỏng. Nhìn đây là sao? À, thay đồ. Thay đồ. Khi nào mới chụp gì chứ cô? Trinh. Trinh. Trinh ơi. Hở hở ôm ôm hả? Qua đây đi. Ôi. Chạm cái. Hở hở ôm ôm. Phương, giám đốc điều hành của Vinox. Hello đó. Chị Phương. Sâu keo đúng không chị? Mời chị nhé. Sâu keo đúng không chị? Có chè bông. Có chè bông luôn. Đừng quay đây nha, thay đồ đó. Tôi nghe. Không, chưa có thấy chị. Em quay kỹ xảo luôn. Thôi tắt đi em, tắt đi mọi người. Chào tạm biệt mọi người đi. Bye bye mọi người. Mọi nhà hàng lát nữa chị Trinh sẽ live cho em tiếp nha. Bye bye.